Chỉ có mình phá hoại công đức của chính mình. Người hiện tại nói đến công đức, thực ra đều hữu danh vô thực. Có cái tên của công đức, tu tên của công đức, nhưng không tu công đức thật. Khi trong lòng không vui thì công đức hết. Phải biết thế gian yêu ma quỷ quái rất nhiều, chúng chỉ sợ bạn tích công bồi đức nên thị hiện vô số cảnh giới, vô số nhân duyên nhằm phá hoại công đức của bạn. Thế nhưng bản thân họ không có năng lực phá hoại công đức của bạn. Thậm chí bất cứ người nào cũng đều không cách gì phá hoại công đức của bạn được. Chỉ có chính mình phá hoại chính mình. Họ thúc đẩy bạn, khiến bạn khởi tức giận, khởi tâm sân hận. Nếu bạn nghe lời, quả nhiên khởi tức giận, khởi tâm sân hận, thì coi như bạn đem công đức của mình thiêu hết sạch, mà ở nơi đó liền vỗ tay vui mừng. Chúng ta hiểu rõ đạo lý thì nhất định phải đề cao cảnh giác. Ân sư Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Nam Mô A Di Đà Phật, xin thượng niệm.